chào đón toàn thể cả nhà mình đang quay trở lại với màn ảnh nhỏ của ẩm thực phố. Hôm nay thì phố đi ngang đoạn đường của Trần Phú đi về hướng núi Sập để đi lễ chùa ngày gặp. Thì đi ngang gặp ngoại cũng khá lớn tuổi rồi, đang ngồi nướng chuối bán tại đường Trần Phú. Để ghé lại hỏi thăm ngoại chút xíu cả nhà. Rồi ngoại bán sao thấy ngoại nướng cái sợi chuối rất là hấp dẫn cả nhà. Rồi mời cả nhà mình đến hỏi thăm ngoại chút xíu nha cả nhà. Ngoại bán mấy giờ đến mấy giờ ngoại? Bán từ 7 giờ tối đó, nghỉ thì mệt thì nghỉ rồi chú ơi. Dạ. Mệt rồi nghỉ. Mệt rồi nghỉ à. Sáng ngoại nướng sáng bán mấy giờ ngoại? Sáng ngay tôi đi chợ kiếm mua rồi về mới có đi bán được 10 giờ 11 giờ mới có bày ra bán. Ngoại năm nay được nhiêu tuổi rồi ngoại? Tám mấy tuổi rồi cậu ơi, nhỏ nhất gì cậu ơi? Tám mấy rồi ngoại? Tám mấy rồi ngoại còn nướng chuối bán nhìn chuối rất là hấp dẫn cả nhà. Ngoại sáng giờ ăn cơm nước gì chưa ngoại? Còn bỏ đây nè, chưa có cơm. Con trai nó cháy không dám ăn. Dạ. Ngoại còn tô cơm, ngoại lo nướng chuối ngoài chưa ăn nữa. Tô canh hơi ngọt quá ngon ngoại. Hơi ngọt nhà trong. Dạ. Trong bằng rau đó. Dạ. Trong cái bò đó nè. Dạ. Đau đó. À, vậy là cái gì phải thay cái bò đó. Dạ. Cây đó là cây khoai ngọt hả ngoại? Dạ. Và đó giờ con đâu biết cây này cây khoai ngọt. Vậy là cái lá nó mọc tới đây luôn hả ngoại? Dạ. 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 Cái trái cây này là cũng của ngoại hái trồng hái bán luôn hả gì ngoại? Dạ. Còn trứng này là trứng cái gì mà bự quá ngoại ơi? Trứng ngỗng hả ngoại? Dạ. Wow. Hơn là trứng ngỗng là bao nhiêu tiền một trứng ngoại? Mua lẻ thì 30, còn mua 2 cái thì 55. 2 trứng thì 55 á. Trứng thì 30. Mua về chạy dọc đường sợ nó ấy. Ăn cái này chú sáp, cái đó là chú xiêm. Xiêm là cái đó nó hơi mùi hơn cái này. Dạ. Nó hơi mùi hơn. Nó hơi mùi hơn không ạ? Ừ, nó chín mùi hơn. Ngoài bán 10.000 gì có chục trái gì có lời không? Mấy bán rẻ dữ hả? Thử. Chào tập biệt cả nhà nha. Thì nãy giờ ghé cũng tâm sự với ngoại, cũng lớn tuổi nhưng mà ngoại buôn bán cũng còn, nói chung là nhiều ngoại cũng thích buôn bán dọc đường. Nếu quý vị nào có đi ngang thì hộ ngoại. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, chúc quý vị
véo của ẩm thực phố có gì sơ sót, mong cả nhà hãy thông cảm bỏ qua. Nếu cả nhà thấy hữu ích thì giúp đỡ ẩm thực phố bằng cách like hoặc đăng ký ủng hộ ẩm thực phố nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào cả nhà.